Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 khấn trời, mùng 10 tài lộc cực vượng, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1978, vận may ngập tràn, ôm hết lộc thiên hạ, về già giàu to, hết lo nghèo khổ trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1978 thân mến, anh chị đã sẵn sàng để thành công, tôi chắc là anh chị có. Anh chị đã sẵn sàng để đạt được những điều mình mong mỏi, tôi cũng nghĩ là anh chị sẽ gặt. Anh chị đã sẵn sàng để bước đi trong ánh sáng, trong sự trọng vọng của những người xung quanh, hoặc chí giả đã sẵn sàng mang thành tựu ra cho những kẻ đã quay lưng với anh chị. Khi sóng gió ập về phải chống mắt lên xem, chắc chắn là anh chị cũng sẽ đồng ý rằng bản thân đã sẵn sàng, rằng chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng, thấy hả hơi cả con người. Nếu tôi nói rằng anh chị còn cách những sự sung sướng đấy một đoạn, chỉ một đoạn ngắn thôi, không hiểu anh chị sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Trong tháng 6 âm này, cung trời đao lợi mưa thuận gió hòa, một sự khởi đầu mới sẽ đến với cuộc đời Kỷ Mùi, mở ra những chương hoàn toàn mới, khép lại những lỡ dở của quá khứ, những chán nản mỏi mệt đã đeo bám bao ngày dài. Càng về cuối năm 2024, đường đi của Kỷ Mùi sẽ càng thuận lợi. Nói thế để Kỷ Mùi không vì những mất mát đầu năm 2024 này mà chán nản, muộn phiền. Những cái mất đấy là những cái sót lại cuối cùng của tàn dư quá khứ, cần phải mất và nên mất để chuẩn bị cho sự chuyển mình sang trang. Thưa quý mệnh chủ Kỷ Mùi, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch tới để giúp quý anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị anh chị hoan hỷ đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, tháng 6 âm lịch 2024, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Kỷ Mùi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng trúng số độc đắc, chúng thường cũng sẽ rất cao. Khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, các thầy tử vi đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 về vận trình của bản mệnh có nhiều biến động, cục diện tương hình thái tuế, khó khăn ập đến, tiểu nhân xuất hiện, vận đen đeo bám. Nếu quý anh chị tuổi Kỷ Mùi làm được điều này, thì sẽ cải biến được số mệnh, giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, giàu sang phú quý bùa vây, tài lộc ngút ngàn, giàu sang ba đời ăn không hết của. Vậy cụ thể ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm được vận may? Thì xin mời quý anh chị tuổi Kỷ Mùi cùng theo dõi luận giải tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua đôi điều về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi. Người sinh năm 1979 mang mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa ở trên trời, không bao giờ tắt. Người cầm tinh con dê, Kỷ Mùi, theo ngũ hành nạp âm của lục thập hoa giáp. Một người mệnh hỏa khắc với mệnh hỏa khác,
đó là thiên thượng hỏa, lửa trên trời, được ví như là ánh lửa của mặt trời trung tâm của vũ trụ. Ngọn lửa ấy vẫn hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế. Thiên thượng hỏa được ví như là ngọn lửa trên trời, nó là một nguồn ánh sáng lớn tỏa khắp vùng đất rộng lớn. Với năng lượng ánh sáng này, nó mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Những người sinh năm Kỷ Mùi 1979 là những người bản mệnh thuộc mệnh này. Họ luôn sống đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, họ lại là người thẳng tính, nên nhiều khi sẽ làm mất lòng người khác, nên họ có rất ít những người bạn thân thiết, đúng mực. Nhưng vì trong thâm tâm họ luôn có một tấm lòng độ lượng, khá hào phóng và thích giúp đỡ người khác, nên thiên thượng hỏa cũng rất được mọi người yêu mến và kính trọng. Vì mang trên mình những đức quang huy sáng lạn, nên họ là những người sống thẳng tính, ngay thẳng, nên rất nóng tính, ghét sự mờ ám, khuất tất, nên tốt nhất đừng giấu giếm họ chuyện gì. Tuy họ nóng tính, nhưng họ cũng rất độ lượng, hào phóng với bạn bè xung quanh. Họ cũng là những người rất trọng uy tín, đã nói là sẽ làm, họ sẵn sàng giúp đỡ nếu được nhờ vả, giúp đỡ một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, cũng giống như ánh mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội. Họ yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán, làm theo ý và sở thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Đặc biệt, thiên thượng hỏa rất thông minh, học hành tốt, được nhiều người nể trọng, đó là nét đặc trưng trong con người của thiên thượng hỏa. Nếu ai biết lấy đó làm ưu điểm để phát huy cho bản thân mình và công việc, thì chắc chắn sẽ có được vị trí thăng tiến khá cao, được chỗ đứng trong xã hội. Trong giao tiếp, thiên thượng hỏa là những người cởi mở, không thích lấy lòng người khác, họ chất phác, bộc bạch, đúng những gì họ nghĩ, không hề muốn che giấu suy nghĩ của bản thân. Đôi khi cũng chính điều này khiến họ bị cô lập, rơi vào hoàn cảnh đơn độc hay có thể bị ghét bỏ. Nhưng dù là trong hoàn cảnh nào, họ vẫn chính là mình, thiên thượng hỏa, lửa trên trời không bao giờ tắt, vượt qua mọi khó khăn trong các vấn đề. Trong tình cảm, thiên thượng hỏa rất nồng ấm, cuồng nhiệt, nên khi yêu họ say đắm dường như đánh mất lý trí, không toan tính. Họ thường bị thu hút bởi ánh sáng và sắc màu, theo đuổi đối tượng bằng sự quan tâm đều đặn, thường xuyên, đến khi chinh phục được thì thôi. Họ cũng là người thích công khai tình cảm với mọi người xung quanh bằng những hành động nhỏ như thường xuyên đi chơi, thường xuyên mời bạn đi dự tiệc, sinh nhật hoặc là các hoạt động khác. Với những người làm việc này khiến cho người xung quanh cảm thấy họ thân thiện, dễ cởi mở và tâm sự, yêu quý trong phương diện tình cảm. Theo ngũ hành, Kỷ thuộc hành thổ sẽ giúp cho người mang tuổi Kỷ Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố vững vàng trong tính cách của họ. Chính vì vậy mà Kỷ Mùi thường là kiểu người biết nghe lời và còn rất đáng tin cậy. Do đó, họ luôn biết cách lập sẵn kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện, dù trong công việc hay trong cuộc sống. Những ưu điểm chúng ta thường thấy ở những người sinh năm 1979 đó là lạc quan, độc lập, thận trọng. Tuy nhiên, đôi khi họ lại không có niềm tin vào bản thân mình. Chính vì thế mà đôi khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, họ luôn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Tuổi Kỷ Mùi cũng giống như những tuổi Mùi khác, họ luôn yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, họ không hề phụ thuộc vào người khác, họ có thể tự bản thân mình đáp ứng nhu cầu cuộc sống của chính mình. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi, gia đình chính là tài sản quý giá nhất đối với họ. Họ luôn cố gắng làm mọi việc, luôn chăm chỉ vì những người yêu thương của mình. Đối với nam Kỷ Mùi, cuộc đời không mấy tốt đẹp, con đường công danh và sự nghiệp gặp phải nhiều trở ngại. Vận tài lộc cũng không gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu biết kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, thì cuộc đời cũng sẽ được công danh tốt đẹp hơn, về sau hậu vận sẽ được yên vui. Công danh của nam Kỷ Mùi cũng không được ổn định cho lắm, lên xuống thất thường. Vì thế nếu như họ muốn ổn định hơn, thì cần phải nhờ đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Gia đạo của nam Kỷ Mùi gặp phải nhiều đau xót, buồn, thường phải mang ở tiền vận, đến trung và hậu vận mới được ấm êm, hạnh phúc. Sự nghiệp bắt đầu lên cao và bền vững nhất khi bước sang tuổi 38 trở đi. Riêng vận tiền tài của nam Kỷ Mùi chỉ đẹp và ổn định khi bước đến tuổi 45 trở đi. Cuộc sống của nữ nhân Kỷ Mùi khi xem qua tử vi
thì sẽ gặp nhiều may mắn về sự nghiệp lẫn gia đạo. Cuộc sống gia đình có được nhiều niềm vui, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp lại gặt hái nhiều thành công. Bởi vì vận số khá may mắn nên họ không phải chịu nhiều vất vả, mà vẫn đạt được nhiều thành tựu cả về công danh lẫn sự nghiệp. Tóm lại, nữ giới Kỷ Mùi là người xinh đẹp, giỏi giang, có phần số tốt đẹp và được nhiều may mắn. Đặc biệt về sau, con đường hôn nhân lẫn con đường công danh, tài lộc đặc biệt phát triển mạnh. Bước sang tuổi trung niên, họ có vận may về con cái. Và sau đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Kỷ Mùi âm lịch, bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình thì có thể sẽ được kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy được cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Với nguyệt lệnh lâm quan đới, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần phải ai nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng này của Kỷ Mùi cũng có những bước phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Tuổi Kỷ Mùi cũng có đào hoa chiếu trong tháng Tân Mùi. Người độc thân chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng. Nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Các cặp đôi có thể gặp chuyện thị phi và hiểu nhầm lẫn nhau. Tình yêu đứng trước thử thách không hề nhỏ. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại. Chỉ cần bạn bật chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ tuổi cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt tài lộc, xem tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 năm 2024 âm lịch, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này. Thuận đà công việc hanh thông, không có lý do gì mà tài chính của Mùi không khởi sắc. Theo đó, thậm chí bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn. Nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn, làm gì cũng cần để đường lui cho bản thân. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Kỷ Mùi có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như cây kim tiền, trúc phú quý, vân vân trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu, nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi. Quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này. Nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc, lại thêm nguyệt lệnh quan đới chống lưng, nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc, chứ không cần ai phải nhắc nhở. Không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa. Bản mệnh chủ động, xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng, là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và nhận được một khoản thưởng nóng từ đó.
Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Có một điều cần lưu ý là vận trình quá vượng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực. Đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân, bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình. Kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay, bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội, thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau. Tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ, các cặp vợ chồng nên tỉnh táo, tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm, ham việc, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc, trong khi đó những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Tiếp theo là vận trình chi tiết tử vi từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Kỷ Mùi. Sinh năm 1979 đúng tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Là con giáp may mắn tuần này, người tuổi Kỷ Mùi có được sự hăng hái năng động trong công việc, lại nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên, nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình. Hãy nhớ thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt. Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất. Bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh, buôn bán, tăng tỷ lệ thành công, đón lợi nhuận về túi. Về công việc, chính quan báo hiệu Kỷ Mùi có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát. Kỷ Mùi cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điểm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng đỏ. Con số may mắn, 56-32-04. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Vận trình của người tuổi Kỷ Mùi nhìn chung có nhiều khởi sắc trong tuần này, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui. Hãy nhớ rằng, thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến nhiều cơ hội nghề nghiệp, tài vận và cả tình duyên mở ra trước mắt. Với người làm công ăn lương, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Với người làm ăn kinh doanh, cơ hội kiếm tiền về đầy túi cũng nhiều hơn, bạn nên khéo léo tận dụng thế mạnh của mình. Sao Thái Dương vốn là một cát tinh,
nên khi nó xuất hiện trong vận trình tuần mới của tuổi Kỷ Mùi, sẽ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Đường công danh, sự nghiệp, nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra, con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này chính là thời điểm gặp may của bạn, cát khí cũng giúp tài lộc thăng hoa, tài chính rủng rỉnh. Những người làm công việc cố định, tuy chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lương chính, nhưng thu nhập hiện tại đủ khiến bạn hài lòng. Người kinh doanh tự do sẽ thoải mái hơn khi có nhiều nguồn thu, khiến bạn thực sự vui mừng. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ dạo gần đây đang có dấu hiệu lạnh nhạt hơn trước. Bạn không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường, có thể do người ấy và bạn đã lâu không được gặp nhau do cả hai quá bận rộn. Hãy quan tâm tới đối phương nhiều hơn, chia sẻ và động viên sẽ giúp tình cảm cả hai thêm gắn bó. Sức khỏe đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng. Bạn là người quá tham công tiếc việc nên có xu hướng bỏ bê, không quan tâm cơ thể. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà quên chăm sóc cho bản thân. Nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật nhiều, nếu không sau này bạn sẽ thấy hối hận đấy. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 89, 35, 54. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch. Trong tuần này, người tuổi Kỷ Mùi sẽ may mắn có sự đồng hành của sao Bách Việt, nhân duyên rất vượng, đào hoa khoe sắc. Tuần này rất thích hợp để tiến hành các dự án, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, cũng giúp các khoản lợi nhuận của bạn tăng tiến nhanh chóng. Ngay cả các khách hàng khó tính ngày trước cũng sẽ sớm bị thuyết phục bởi kế hoạch hợp lý của bạn. Từ giữa tuần trở đi, vận trình có đôi chút sa sút, mọi chuyện trở nên có đôi chút khó khăn hơn, nhưng đó lại là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Khi đã ở trong điều kiện thuận lợi rồi, người tuổi này chẳng còn ngại ngùng gì nữa, cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của thiên ấn soi rọi. Công việc đã khá hơn và nguồn thu nhập của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. Thậm chí nhờ có cả chính tài và thiên tài soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Ngoài ra, con giáp này vẫn phải lưu ý đến việc chi tiêu, cần có kế hoạch rõ ràng để tránh bị lạm chi. Các dự án đề ra đều tiến triển như kế hoạch, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải rắc rối, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng, thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành, bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ. Vận trình tình duyên của những chú dê khá yên bình, không có nhiều biến động, bản mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng, dù đôi bên không phải lúc nào cũng dính lấy nhau. Tuổi Kỷ Mùi cũng nên chủ động thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Mão, Tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 76, 23, 08. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Hung tinh thiên cầu nhập mệnh, người tuổi Kỷ Mùi nên giữ bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này. Nếu không, người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả có thể chẳng được như mong muốn. Dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, có lẽ vì công việc bận rộn hoặc sau cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng được cuộc sống một cách trọn vẹn khi bị vướng mắc bởi các vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ rủi ro càng lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung, Kỷ Mùi làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc kết hợp vận động nhẹ, thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tỵ, Tý, tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số may mắn, 5208, 66. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến,
Minh Đường Tử Vi có câu chuyện sau đây. Hy vọng sau khi nghe xong, quý bác sẽ hiểu thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ và ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Lợn còn rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bầy cừu sốt ruột nói, còn rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tóm được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi. Nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt, thì ra heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả, làm gì có ai cần kề cái chết mà có thể bình tĩnh được. Cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được. Những con cừu trước đó mắng chửi, phê phán con heo vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong thì bầy cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời, sợ nhất là chẳng biết cái gì, nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì nó biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt như giống loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác, xin đừng tùy tiện lên án họ. Biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì, thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau? Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.